Cô thân chào các em học sinh thương mến. Trong thiên nhiên có những cây rất nhỏ bé, nhiều khi chiều cao chưa tới 1 cm, thường mọc thành từng đám, tạo nên một lớp thảm màu lục tươi. Những cây tí hon đó là những cây rêu. Chúng thuộc nhóm rêu. Hôm nay cô trò mình tiếp tục tìm hiểu bài 38. Cây rêu, với đại diện là cây rêu tường. Các em hãy quan sát một số hình sau đây. Rêu thường sống ở những nơi nào? Rêu sống ở chân tường, thân cây gỗ to, đất ẩm, trên đá. Bây giờ cô lấy một cây rêu tường, cô rửa sạch đất cát. Cô quan sát dưới kính lúp, cô thấy nó có cấu tạo như sau. Rễ, lúc này rêu đã có rễ, nhưng rễ của nó chỉ là những cái sợi lông hút, cho nên người ta gọi nó là rễ xả. Thân thì cấu tạo rất là đơn giản, không có nhánh, lá, đơn giản. Lưu ý một điều, rễ thân lá chưa có mạch dẫn. Tại sao cây rêu phát triển ở môi trường ẩm ướt? Rêu tuy sống ở trên cạn nhưng cần nước để phát triển vì rễ xả, thân và lá chưa có mạch dẫn, cho nên sống ở những nơi nào có nước để nước thấm trực tiếp lên bề mặt của thân và của lá. Giữa tảo và rêu, ai phát triển hơn? Đương nhiên là cây rêu phát triển hơn tảo rồi các em à. Vì rêu lúc này đã có rễ xả, thân và lá chính thức. Còn tảo thì chưa có rễ thân lá, cho nên rêu phát triển hơn tảo. Rêu là nhóm thực vật chưa có hoa. Vậy rêu sẽ sinh sản di truyền nào giống bằng cơ quan gì? Chúng ta sẽ tiếp tục quan sát sau. Đây là hình ảnh những cây rêu mang túi bào tử. Và túi bào tử này nằm ở đầu ngọn cây. Các bạn nhìn cho cô, đây là những đầu ngọn túi bào tử chứ không phải là nụ hoa như một số bạn học sinh nghĩ. Và túi bào tử này bên trong của nó sẽ chứa bào tử. Khi chín, túi bào tử mở nắp, bao tử rơi ra ngoài, gặp điều kiện thuận lợi sẽ nảy mầm thành cây rêu con. Chúng ta biết là rêu sống ở trên đá, sống ở những nơi rất nghèo dinh dưỡng, chỉ cần có nước. Vì vậy khi chết, chúng sẽ góp phần vào việc tạo thành chất mùn, tạo thành lớp than bùn dùng làm phân bón, dùng làm chất đốt. Đây là hình ảnh người nông dân thu hoạch than bùn phơi khô để làm nhiên liệu trong gia đình sinh hoạt nha các bạn. Chúng ta có một bài tập nho nhỏ, cô có sẵn các từ gợi ý. Các em đọc kỹ, các em điền vào chỗ trống cho cô. Và đây là đáp án của bài tập. Vị trí 1, 2, 3, các em có thể đổi chỗ cho nhau. Đây là phần bài ghi của chúng ta. Thứ nhất là môi trường sống. Các em nhớ dùm cô, rêu sống ở nơi ẩm ướt. Cơ quan sinh dưỡng, các bạn nhớ dùm cô, rễ, thân, lá. Và lưu ý rễ, thân, lá, cái này chưa có mạch dẫn. Là nhóm thực vật chưa có hoa. Nó sẽ sinh sản như trì nồi giống bằng bào tử được chứa trong túi bào tử. Và nó có vai trò làm chất đốt, làm than bùn, làm phân bón.
Bài học chúng ta đã kết thúc. Cô xin chào các em. Chúc các em học tốt.